Chương thứ 9, có tình yêu rộng lớn là có tất cả. Nội dung cuốn da dê thứ 2, với tất cả tình yêu nồng nhiệt của cả tâm hồn và thể xác để đón chào ngày hôm nay. Đây là bí mật lớn nhất của mọi thành công, một sức mạnh có thể xả đuôi tấm khiên hộ thân, thậm chí nó có thể hủy diệt sự sống. Song chỉ có tình yêu thương bao la mới có một sức mạnh không gì sánh nổi. Nó có thể khiến mọi người cởi mở tấm lòng. Trước khi nắm vững được nghệ thuật của tình yêu thương, ta chưa có tên tuổi trên thương trường, ta muốn tình yêu thương phải trở thành một loại vũ khí lớn nhất của ta. Không ai có thể chống lại được uy lực của nó. Lý luận của ta có thể họ phản đối, lời bàn của ta có lẽ họ hoài nghi, cách ăn mặc của ta có thể họ không tán thành, khuôn mặt của ta có lẽ họ không thích. Thậm chí hàng của ta bán rẻ cũng có thể làm cho họ nghi ngờ, nhưng tấm lòng yêu thương của ta nhất định sẽ sưởi ấm họ. Nó như ánh nắng mặt trời làm tan băng giá cho đất lạnh ấm áp trở lại. Ta phải đón chào ngày hôm nay bằng tất cả tình yêu của tâm hồn và thể xác. Ta phải làm như thế nào? Từ nay về sau, ta phải giàu lòng yêu thương đối với tất cả. Có như vậy, ta mới có thể có một cuộc đời mới. Ta yêu ánh nắng mặt trời bởi vì nó sưởi ấm lòng ta. Ta yêu nước mưa bởi vì nó gội sạch linh hồn của ta. Ta yêu ánh sáng bởi vì nó soi đường dẫn lối cho ta. Ta cũng yêu bóng đêm bởi vì nó cho ta nhìn thấy những vì sao và ánh trăng hiền dịu. Ta đón nhận niềm vui bởi vì nó khiến tấm lòng ta cởi mở. Ta nén nhịn đau thương bởi vì nó nâng cao tâm hồn của ta. Ta đón nhận thù lao bởi vì ta đã đổ mồ hôi. Ta không sợ khó khăn bởi vì nó rèn luyện tính cách của ta. Ta đón chào ngày hôm nay với tất cả tình yêu của tâm hồn và thể xác. Ta phải nói như thế nào? Ta khen ngợi kẻ chống đối ta. Kẻ chống đối ta sẽ trở thành bạn bè. Ta động viên bạn bè. Bạn bè sẽ trở thành anh em. Ta cần tìm mọi lý do để khen ngợi người khác. Quyết không gây chuyện cãi nhau. Không bới móc, nói xấu người khác. Lúc muốn phê bình người khác ta phải thận trọng. Khi muốn ca ngợi người khác ta cần biểu đạt hùng hồn. Vạn vật của thế giới tự nhiên như chim bay, gió mát, sóng biển chẳng phải đang dùng những lời ca xúc động mỹ miều để ca ngợi đấng tối cao đó sao? Ta cũng dùng những lời ca như vậy để ca ngợi con cháu của người. Từ hôm nay về sau ta phải luôn nhớ bí mật này, bởi vì nó làm thay đổi cuộc đời ta. Ta đón chào ngày hôm nay bằng tình yêu của cả tâm hồn và thể xác. Ta phải hành động như thế nào? Ta phải yêu những lời nói và cử chỉ của mọi người, bởi vì ai cũng có những tính cách đáng khâm phục. Tuy rằng có lúc khó mà nhận ra ngay được, ta phải dùng tình yêu thương đạp đổ bức tường đầy ngờ vực và hận thù. Ta cần bắt một chiếc cầu đi tới tâm linh của mọi người. Ta yêu người có nhiều hoài bão lớn bởi họ cho ta cảm hứng. Ta yêu người thất bại bởi họ cho ta bài học. Ta yêu các vương hầu quan tướng bởi họ cũng là người phàm trần. Ta yêu người khiêm tốn lễ phép bởi họ phi phàm. Ta yêu người giàu bởi họ cô độc. Ta yêu người nghèo bởi người nghèo quá nhiều. Ta yêu thiếu niên bởi họ chân thành. Ta yêu người lớn bởi họ có trí tuệ. Ta yêu người đẹp bởi trong mắt họ lộ vẻ quyến rũ mê say. Ta yêu người xấu xí bởi họ có tâm hồn bình lặng. Ta phải đón chào ngày hôm nay bằng tình yêu của cả tâm hồn và thể xác. Ta phải như thế nào? Ta phải như thế nào để đáp lại thịnh tình của người khác? Dùng lòng yêu thương. Tình yêu thương sẽ là chiếc chìa khóa mà ta sẽ mở được cánh cửa tâm hồn của mọi người, và cũng là tấm lá chắn để chặn đứng mũi tên thù hận và mũi giáo phẫn nộ. Tình yêu thương những giọt mưa xuân ấm áp, làm mát dịu những nỗi đau trắc trở. Nó cũng là tấm bùa hộ mệnh của ta trên thương trường. Nó cổ vũ ta tiến lên, nó giúp ta phấn chấn khi tuyệt vọng. Nó làm cho ta bình tĩnh lại sau những niềm say sưa thắng lợi. Tình yêu này ngày càng nồng nhiệt hơn lên cho đến một ngày ta có thể xử sự tự nhiên, đàng hoàng, thoải mái. Ta phải đón chào ngày hôm nay bằng tình yêu của cả tâm hồn và thể xác. Ta phải như thế nào khi gặp mặt mỗi người nào đó? Chỉ có một biện pháp, ta cần phải lặng lẽ thầm chúc phúc cho họ. Tình yêu thương không lời này sẽ hiện lên trong ánh mắt của ta, lộ ra trong nụ cười nhẹ nhàng, trên khóe môi và cùng hòa ấm trong giọng nói nhẹ nhàng, êm ái của ta. Tình yêu thương không lời sẽ làm tấm lòng người đó rộng mở đối với ta, và anh ta sẽ không còn từ chối hàng mà ta cần bán. Ta cần đón chào ngày hôm nay bằng tình yêu của cả tâm hồn và thể xác. Điều chủ yếu duy nhất là ta phải tự yêu mình. Chỉ có như thế ta mới có thể kiểm tra kỹ càng tất cả mọi cái như thân thể, tư tưởng, tinh thần, đầu óc, linh hồn của ta. Ta quyết không bao giờ buông thả thể xác của mình. Ta quý trọng giữ gìn cơ thể ta bằng sự sạch sẽ và tiết chế. Ta quyết không để cho đầu óc bị vương vấn về ý nghĩ độc ác và tuyệt vọng. Ta phải dùng trí tuệ và kiến thức làm cho tư tưởng thăng hoa. Ta quyết không để linh hồn xa vào trạng thái tự mãn. Ta cần suy nghĩ, cầu mong và vỗ về nó. Ta quyết không có lòng dạ hẹp hòi. Ta muốn chia sẻ niềm vui với mọi người, hay để cho tâm hồn rộng mở, sưởi ấm toàn thế giới. Ta phải đón chào ngày hôm nay bằng tình yêu của cả tâm hồn và thể xác. Từ hôm nay về sau ta phải yêu tất cả mọi người.
Những thù hận phải ra khỏi hoàn toàn trong huyết quản của ta. Ta không còn có thời gian để hận thù mà chỉ có thời gian để yêu thương. Hiện nay ta đã trở thành một người ưu tú. Có tình yêu, ta sẽ trở thành người bán hàng vĩ đại. Cho dù tài hèn sức mọn nhưng có tình yêu thương bao la thì vẫn gặt hái thành công. Ngược lại, không có tình yêu, dù kiến thức sâu rộng bao nhiêu cũng xa vào vũng lầy thất bại. Có tình yêu rộng lớn là có tất cả. Ta phải đón chào ngày hôm nay bằng tình yêu của cả tâm hồn và thể xác.